Tình trường của em sao? Em chưa quen ai. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Để chưa. Muốn tình quá à. Làm về thời trang, xinh gái mà không quen ai. Lý do tại sao? Tại vì em hơi nhát xíu. Có ai để ý mình không? Dạ có. Mà mình nhờ, mình sợ, mình không dám. Dạ đúng rồi. Thường thì bạn bè của em là bạn trai nhiều hay bạn gái nhiều? Bạn trai nhiều ạ. Bạn trai nhiều? Dạ. Không có anh nào rung động với anh nào trong nhóm bạn đó hết? Dạ không. Có khi nào mình quý một người bạn gái nào không? Không có quý. Hả? Dạ không có quý ạ. Không luôn? Dạ. Trời ơi. Mà em có nghĩ là em sẽ thích con trai không? Dạ có chứ. Có. Kỳ vậy ta, 29 tuổi mà không rung động một cái lần nào hết. Mình thấy bối rối. Chị cũng bối rối quá. Rồi giờ làm sao đây ta? Cái ca này trông khó quá. Rồi mời hai bạn có thể mở mặt nạ ra. Giờ chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nè. Mời em trai. Chào chị Tường. Chào mọi người. Em là Đỗ Hoàng Vinh, năm 90, nghề nghiệp em làm lái xe. Lái xe? Dạ. Lái xe cơ quan hay là lái xe đường dài? Cơ quan. Là làm chợ hành chính thôi đúng không? Dạ dạ. Thứ bảy chủ nhật nghỉ? Không, làm luôn. Làm luôn. Có một ngày chạy từ mấy giờ tới mấy giờ? 8 giờ tiên, 3-4 giờ nghỉ. À, vậy là buổi chiều tối vẫn có thời gian hẹn hò đi chơi đúng không? Dạ. Có đi công tác đi tỉnh gì không? Dạ không. Rồi lái xe ở đâu, quận mấy? Ở Bình Chánh. Quê ở đâu? Dạ quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang, lên Sài Gòn sống lâu chưa? Dạ sống cũng được khoảng 10 năm vậy. 10 năm rồi. Em gái mình tên gì nè, bao nhiêu tuổi nè? Em tên là Nguyễn Thị Thu Hương. Tươi lên, cười tươi lên nè. Nguyễn Thị Thu Hương. Dạ, sinh năm 90 ạ. 90 luôn, hai bạn bằng tuổi ha. Em quê ở Bình Phước, hiện tại đang ở Gò Vấp, làm trưởng phòng marketing bên thời trang. Ồ, hàng chi nhìn fashion quá trời luôn ha. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Dạ, cũng gần 10 năm rồi. Sao hai bên trùng hợp dữ vậy? Cùng sinh năm 90, cùng lên Sài Gòn khoảng 10 năm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là em vui vẻ, hòa đồng, không tự lập. Làm được việc nhà nội trợ. Không hút thuốc. Quan tâm chia sẻ. Điểm yếu? Biết ăn nhậu. Biết ăn nhậu. Điểm. Trời. Ăn nhậu dữ không? Dạ cũng tạm tạm chứ ơi, chứ không có dữ lắm. Thường là ví dụ như chiều tối về là mấy giờ đi nhậu, rồi mấy giờ về ngủ để mai đi làm? Thường thì khoảng 6 giờ đi. Rồi mấy giờ về? Dạ khoảng 9-10 giờ về. Nên nhiêu đó là đủ xỉn rồi đó hả? Dạ đủ. Uống mấy chai? Dạ tiểu lượng em cũng được khá. Là mấy? Dạ 6-7 chai ạ. 6-7 chai, về ngủ. Nhậu xỉn có đập phá gì không? Dạ không. Mời bạn gái. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh là em là một người đáng tin cậy. Điểm yếu là dễ khóc, thẳng thắn, không khéo ăn nói cho nó. Không khéo ăn nói mà là dễ khóc nữa. Thường thì em sẽ khóc vào những trường hợp nào, ai làm em khóc? Kiểu giống như là nói động nhẹ gì đó mình cũng khóc. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc, xúc động cũng khóc, tức cũng khóc. Phải không? Dạ. Có khi nào ghen cũng khóc chưa? Cái đó chưa. Chưa. Tình trường của em sao? Em chưa quen ai. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Để chưa. Muốn tình quá à. Làm về thời trang, xinh gái mà không quen ai. Lý do tại sao? Tại vì em hơi nhát xíu. Có ai để ý mình không? Dạ có. Mà mình sợ, mình không dám. Dạ đúng rồi. Rồi em có để ý ai không? Em có thích ai không? Thích thì mình thích thôi chứ không có dám nói. Từ hồi đi học tới giờ luôn? Dạ. Không có một cái tình cảm nào mà mãnh liệt đến mức là mình phải nói ra? Dạ không ạ. Chưa có một chàng trai nào đủ sức làm em rung động mà để em phải là suy nghĩ có cái nào mất ăn mất ngủ, suy nghĩ về ai đó, hay là mình tương tư, mình buồn, mình nhớ thương ai đó chưa? Dạ chưa có. Kỳ vậy. Thường thì bạn bè của em là bạn trai nhiều hay bạn gái nhiều? Bạn trai nhiều ạ. Bạn trai nhiều? Dạ. Không có anh nào rung động với anh nào trong nhóm bạn đó hết? Dạ không. Có khi nào mà mình quý một người bạn gái nào không? Không có quý. Hả? Dạ không có quý ạ. Không luôn? Dạ. Trời ơi. Mà em có nghĩ là em sẽ thích con trai không? Dạ có chứ. Có. Kỳ vậy ta, 29 tuổi mà không rung động một cái lần nào hết. Mình thấy bối rối. Chị cũng bối rối quá. Rồi giờ làm sao đây ta? Cái ca này trông khó quá. Chắc chắn là mình thích con trai chứ không thích con gái. Dạ. 100%. 100%. Xác nhận. Dạ. Tại vì có nhiều người một khoảng thời gian dài người ta mới phát hiện ra giới tính thật của mình. Muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi. Và bây giờ em phải thích, em phải có cái rung động với đàn ông thì em mới lấy được chứ. Chuyện này đừng nhát nữa nha. Giờ có chị Tường, nếu mà mình cảm thấy được thì mình mở lòng mình ra mình thử cảm xúc nha. Trời ơi xinh quá trời luôn á mà sao ngộ vậy ta. Còn em, tình trường sao? Nãy giờ hoang mang quá hả? Hoang mang quá. Trải qua hai mối tình chị. Ừ. Là mối tình sâu đậm nhất chắc có một thôi. Ừ. Quen được bao lâu? Chắc khoảng được 2 năm. Rồi sao chia tay, sâu đậm mà chia tay? Do khoảng cách với lại do người nhà không chịu cái nghề của em. À, người nhà cô đó không chịu.
Thật ra em tài xế là tài xế chỉ lái về mỗi ngày chứ em đâu có đi đường dài, đường trường. Mà người ta có thành kiến với cái nghề tài xế. Em có ngại về nghề tài xế không? Dạ không ạ. Cũng được đúng không? Với lại giờ giấc của ảnh làm thì cũng tới trưa là 3 giờ chiều là về rồi. Dạ. Có bạn gái thì tối lo đi chơi bạn gái, chứ không có cái vụ la cà nhậu nhẹt nữa đâu nha. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm. Rồi. Yêu thương mình. Em không có yêu cầu gì về ngoại hình hay là như thế nào không? Không mập cũng không ốm, nó vừa người thôi ạ. Vừa. Dạ. Cao nhiêu? Cao hơn em ví dụ như 1m7 trở xuống được. Em cao bao nhiêu? Em 1m66. 1m66 luôn hả? Cao dữ. Bạn này cao nhiêu? Em 67 chị. Cô này có cao vời vợi luôn á. Rồi vậy cô còn quất dài cao, cô còn quất tóc cao nữa là cô xa chót vót, em phải đứng, em phải bắt ghế đó, nhón gót đó. Có ngại gì không? Dạ không sao chị. Có điều gì em không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích ví dụ như là tính gia trưởng á, hay là đi chơi về rồi cứ nạt lộn mình gì đó. Có không? Mình có gia trưởng không có đâu em ơi. Anh chỉ hơi nóng tính thôi. Cô này dễ khóc lắm á. Em mà nạt cô cái là cô ngồi cô khóc liền à, dỗ không có nổi đâu á. Nạt thì không có nạt rồi kìa. Có yêu cầu gì về phía nhà trai nữa không? Dạ không. Anh có bên đạo không? Em có đạo không? Có em. Vậy là được rồi phải không? Dạ. Cái này cũng là cái rất là quan trọng à, như vậy là thấy yên tâm rồi. Rồi bây giờ còn em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Như chiều cao của bạn thì hơi okay. Cao rồi đó. Dạ. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, biết thông cảm, chia sẻ nhau vậy được. Vậy được rồi ha. Có dạ. Điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Đừng có càm ràm. Cô này cô ít nói lắm, cô khóc thôi à. Đừng ghen nữa. Em có làm gì để người ta ghen không? Dạ không. Nhiều lúc thì không làm gì nhưng mà người ta cũng tự ghen. Em nghĩ em có phải là người hay ghen không? Nhưng mà phải làm cái gì đó. Đó, mình phải làm gì ta mới ghen chứ. Nhiều khi mình đi với bạn bè, con gái nãy kia hay là em Út hay bạn bè nó nhắn tin lâu ngày, nhắn tin nó hỏi thăm với nãy kia rồi. Mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ mới gặp nhau, ta đâu có biết mối quan hệ đó là quan hệ gì. Nhiều em khi... cái mưa, em cái nuôi. Người hay ghen thì người ta ghen đủ thứ hết. Nhưng mà thí dụ giờ em đang đi chơi với bạn gái em nè, đang tìm hiểu, tự nhiên có mấy em cái mưa rồi nhắn tin vô thì người ta phải ghen rồi. Em có sẵn sàng giới thiệu dẫn bạn gái em đi giới thiệu với tất cả các bạn bè của em không? Cái đó là chắc chắn thôi chị. Thế vậy có gì đâu ghen. Sợ là em đi ghen ngược lại đó. Em có phải là người hay ghen không? Dạ không vậy. Chắc không? Dạ. Em mà em cái mưa, em cái gió, em cái bão thì người ta phải ghen rồi. Đó, chỉ mạnh đi. Đó, có cô gái đó trong đó đó. Anh này hả chị? Anh này hả? Trời hay vậy ta, nhìn vô mà biết anh này luôn, giữ yên nó đi một chút xíu mở cửa ra. Rồi có phải ảnh không mà tự nhiên sao em chọn anh đó? Em không biết. Không biết sao tự nhiên chỉ vô anh đó. Nãy giờ mình nghe mình đoán hay là cảm nhận của em, hay là trong những số như anh này thì em thấy anh này là được nhất, thế là như thế nào? Dạ không, em nhìn vô cái... Tự nhiên nhìn vô là chỉ anh đó. Dạ. Hay quá. Còn em, cô nào? Em này. Tại sao em chọn cô đó? Cái cảm giác nó nãy giờ nói chuyện thì em cảm nhận được vậy thôi. À vậy hả? Rồi. Ai cảm nhận sai sẽ bị phạt. Một người, hay hai người, hay không ai hết. Em gái đúng không? Dạ đúng. Em đúng không? Bên đây là 2, 4, 6 anh. Nhìn trong tích tắc 30 giây chỉ đúng ngay em luôn. Trong khi em có 3 cô thôi. Lựa chọn một hồi. Cô mời áo đen. Áo đen không em? Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà vẫn chỉ trật. Phạt 2 lần. Chưa ra luôn hả? Được. Đúng chưa? Em bị cận thị hả? Dạ. Bên đây cổ mới cận nè, mà cổ chưa đeo mắt kiến đó mà cổ còn nhìn ra em á. Mở cửa ra rồi mà nhìn còn chưa ra luôn, còn chỉ trật nữa. Không, không, chị đấy. Rồi làm thủ tục đầu tiên đi, rồi bị phạt nha. Cô bó hoa, tặng kè. Chị cảm ơn. Em tặng đi đó. Chị cảm ơn. Rồi. Bây giờ ngồi xuống tỉnh táo mới suy nghĩ giờ phạt anh này cái gì em. Cái tội đoán sai đầu là bỏ qua được. Mà cái tội mở cửa ra rồi mà vẫn chỉ sai lần hai. Em muốn phạt anh gì? Sao vậy? Đừng nói ngồi đây khóc nha. Giờ phạt gì nói đại đi nè. Sao? Khả năng mình làm được gì cho cô gái ấy nè. Thôi để em hát cho tặng một bài đi. Hát được không em? Dạ được. Hát được không? Rồi mời em. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhiên đêm sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc, là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy cố vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Hay.
quá rung động, quá cảm xúc, hát bằng cả trái tim luôn. Sao anh hát ngoài anh em ngồi em thở ra vậy em gái? Có cảm xúc gì với giọng hát của anh không? Dạ hát hay ạ. Hát hay mà sao em ngồi em thở ra vậy? Em rung. Trời ơi, người ta hát mà mình cũng rung nữa. Coi như hình phạt xong, chấp nhận. Khi mà mở cửa trái tim này ra, nhìn thấy cô gái này thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Bồi hồi xao xuyến chị. Tại sao bồi hồi xao xuyến? Khác với cái tưởng tượng của em trong đầu. Em tưởng tượng như thế nào mà? Một người cũng bình thường à. Nhưng mà em đẹp quá. Đẹp quá đến nỗi chỉ lộn người luôn. Thế còn em khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn thấy anh này thì em có cái cảm xúc gì? Em thấy bình thường tại vì em nhìn vô là chọn đúng rồi. À, tại ta nhìn vô là ta chọn đúng rồi cho nên thấy bình thường. Cô này cổ luôn luôn bình thường cho nên là cổ không có mối tình nào hết. Bây giờ em làm sao mà em phải làm cho cô ấy hơi bất thường một chút. Tới cuối mà cô vẫn cứ bình thường là coi như là tiêu luôn á. Áp lực không? Có áp lực. Có áp lực, phải cố gắng lên. Chúng ta phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Dạ. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dậu Hậu Food. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức những món ăn rất là ngon và rất đặc biệt của nhà hàng Dậu Hậu Food. Bánh bao Thượng Hải nè, bánh cảo sò điệp nè, bánh bông lan Malaysia nè, bánh cà rốt và bánh thỏ con, bánh bao hoàng tử ếch, bánh mà hình con thú không, cưng quá sao mà ăn được trời. Rồi mời hai bạn nha, món ăn rất là ngon, không gian rất là lãng mạn. Bây giờ em ăn, em trò chuyện sao, ít phút chị Tường quay trở lại mà cô ấy phải bất bình thường mới được nha. Tự tin không? Dạ, trời ơi, tự tin mà sao thấy suy nghĩ quá. Thả lỏng lên cưng, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon. Em đi làm cái đó là làm sao, giờ giấc thế nào? Em làm từ 8 rưỡi cho đến 5 rưỡi nghỉ. Thứ bảy chủ nhật có nghỉ không em? Em được nghỉ chủ nhật, còn thứ bảy đi làm. Hay về quê không? Trước thì em hay về nhưng mà bây giờ mắt kém quá không về được. Tại vì thường thì chỉ có đi xe máy thôi, còn đi cái kia say xe không có đi được. Em có thích đi phượng không? Thích nhưng mà không ai chở đi. Với lại nếu mà có đi xa thì mọi người hay nói là mình nên đi xe bốn bánh. Nhưng mà sao mà say xe sao đi bốn bánh? Thường đi xa đi xe đó cho nó khỏe. Trước giờ chưa có mối tình nào luôn á? Được chưa? Nãy em nói nhiều tuổi, 90 luôn. Bằng anh luôn á. À, mời em Dũng. Dạ, mời anh ạ. Nãy em nói em làm ở đâu? Làm chỗ nào chứ? Em làm ở Bình Thạnh á, đường Ngô Đức Kế. Ngô Đức Kế? Dạ. À. Nhưng mà đi làm là chỉ có từ nhà đến công ty thôi, không có đi đâu hết. Dụ như tối rảnh thì mình thích đi đâu thì đi xem phim, đi mình vậy, không đi với các em. Như em, quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Hai người cùng vun đắp, chứ không phải một người xây lên còn một người đạp xuống, không có được. Em có sợ người nóng tính không? Sợ chứ, tại vì nói động nhẹ một xíu là em khóc rồi. Em cũng ít nói lắm. Hoặc có thể ví dụ như anh mới đi đâu về mà anh đang bực bội trong người thì anh chút giận lên em, như vậy là không có được. Không, cái đó không có đâu. Ý là nóng tính là do một cái công chuyện hay là có một cái gì thôi. Nhưng mà nói nó qua rồi thôi. À, có nghĩa là nói xong là xong luôn. Dạ, đúng rồi. Là không có để trong lòng. Thì cảm nhận ban đầu em nhìn thấy anh thế nào? Em thấy bình thường. Bình thường thôi à? Tại vì với em cái gì cũng bình thường hết. Anh thì sao? Thấy em sao? Nó nói là em đẹp quá, em đẹp làm anh bối rối quá. Anh không biết em suy nghĩ nói gì với em nữa. Thì có gì nói đó thôi. Trước giờ có đi xuống miền Tây nào chưa? Em rất muốn đi nhiều nơi nhưng mà không có đi được. Là không có người chở? Ờ đúng rồi. Vậy là không có biết đường đi nữa. Vậy nếu sau này có người chở đi có đi không? Tất nhiên là đi rồi. Nhưng mà chỉ đi xe máy thôi. Sau này nếu mà có mà lập gia đình, có sinh con thì em tính là được khoảng mấy người? Hay là thích trai hay thích gái? Con trai hay con gái cũng đều là con mà, đâu thể nào quyết định được. Chú cho đứa nào thì lấy đứa đó. Không thích cái câu em vừa nói. Trước giờ con cũng quen mà quen những người mà ngoại đạo. Phải ăn, vừa nói chuyện phải vừa ăn, không ăn miếng nào hết trơn. Trời dễ thương muốn chết luôn ạ. À. Ăn để ra thì tụi ăn hết á nhỉ. Có đỡ bình thường hơn lúc nào chưa? Tiếp xúc thấy nói chuyện cũng nhiều, thấy cũng... Cổ nhìn em, cổ có thấy em có cái gì bất bình thường chưa hay vẫn bình thường? Bình thường vậy. Rồi xong luôn. Nãy giờ có khá hơn chút nào không cưng? Dạ đỡ rồi ạ. À đỡ rồi ha. Thấy anh có điều gì đặc biệt không? Em có thể khen hoặc có thể chê, miễn em thấy ảnh đừng bình thường là được. Mới nói ít, mới gặp lần đầu, em đâu biết được cái gì mà chê với lại khen đâu. Mà ít nhất em cũng phải nhận xét, em thấy dụ như là ảnh là hiền hay dữ, đẹp hay xấu, cao hay thấp, mập hay ốm hay là cái gì gì đó, một cái nhận xét về ảnh đó. Chứ em đừng bình thường. Nhìn anh được rồi ạ. Được, dạ. Được là bình thường đó em. À, để cho hai em dạng hơn chút xíu nữa thì có vài cái câu hỏi vui đố vui hai bạn nha. Bạn gái hồi hộp quá, đọc lớn lên đi em. Để anh làm cho em á. Anh hãy tạo dáng 5 kiểu mặt khác nhau để chụp hình ạ. Bây giờ em sẽ làm cái máy chụp hình. Em chụp ảnh, em biểu ảnh làm 5 kiểu cho em chụp hình coi. Anh làm mặt buồn đi. Mặt buồn. Thank you.
Một. Rồi. Nhí nhảnh. Nhí nhảnh. Giận. Giận. Cái này không giống. Không giống. Chưa được chấp nhận. Giận. Nghiêm lại. Chưa được nghiêm. Chưa được nghiêm. Con mắt trợn chi. Mặt lạnh lùng lại. Đó, cái đó được rồi đấy em. Tiếp gì nữa? Cu te thì thử coi. Dạ. Cu te. Được không em? Dạ được. Được không? Rồi một cái nữa là cái gì? Mặt xấu đi ha. Dạ. Là mặt xấu. Xấu không? Không. Không. Cổ chưa thấy xấu. Xấu rồi cổ. Cổ bỏ đi luôn mới được. Được không em? Dạ được ạ. Rồi cổ cho qua đó chứ tị thì chị chưa có chịu đâu nha. Rồi bóc lá đi, đọc lớn lên. Em hãy biểu diễn một số động tác chụp hình sống ảo. Em đừng nói em không có chụp hình là sống ảo trên Facebook nha. Em có chụp hình đó. Nhưng mà em cứ để điện thoại vậy là em chụp vậy thôi. Rồi thì đó, giờ coi như em để điện thoại đó đó. Giờ em chụp đi, em tạo vài cái kiểu em chụp hình Facebook em chụp làm sao. Coi như cái lá bài đó là cái điện thoại đi. Đó, giờ em chụp làm sao em chụp coi. Sao nữ mà chụp giống nam quá vậy? Giống ông này hồi nãy quá vậy, chụp cho phải đẹp chứ. Kiểu khác, kiểu nào mà nó đẹp á, mình chụp mình phải đẹp mới được. Trầm tư suy nghĩ vậy đó hả? Dạ. Nói chung là chỉ có vậy thôi ạ. Tươi lên cái là một tấm tươi lên coi nè. Được không em? Dạ được. Trời ơi, cặp này sao khó quá. Chị chia buồn với em nha. Chứ ca này em cũng hơi khó lắm luôn đó. Cố gắng nha cưng nha. Rồi có hẹn hò gì được cơ, ví dụ như là hỏi quan điểm sở thích của cổ, thích hẹn hò ở đâu rồi gì chưa? Chưa. Giờ hỏi đi coi sao. Như một tuần vậy em muốn hẹn hò là như thế nào? Tùy, phải em thấy là anh đi làm sáng vậy xong chiều về đúng không? Thì em đi làm là sáng tới chiều 5:30 về. Buổi tối nếu như mà không đi đâu thì chỉ có ở nhà thôi. Thích thì một mình đi xem phim vậy thôi. Còn không thì chỉ có ở nhà. Thì nhắm một tuần là mình hẹn hò được mấy ngày? Cho anh thôi. Ta rảnh buổi tối mà, ăn thua em thôi. 7 ngày được không? Được, anh cứ đến tới trước nhà chở đi là được. Sợ nhiều khi bây giờ vậy mai mốt kêu có làm phiền không? Tùy, em đến em có mang niềm vui đến cho người ta không? Vui thì người ta sẽ không thấy chán, mà không vui thì người ta sẽ thấy phiền, đúng không em? Dạ. Tự tin không? Dạ, tự tin chị. Giờ chị cho em một cái quyền, em bước qua đây. Cô này cũng nhát lắm, em bước qua đây, bước qua đây. Em làm sao em nói làm sao đó, em xin nắm tay cổ một cái đi. 30 giây nắm tay cảm nhận. Anh có thể nắm tay em được không? Nhưng mà sao lại phải nắm tay? Để mà cho nó bắt đầu một một ngày mà mình quen biết đầu tiên bây giờ. Bắt tay không nắm tay à? Tay anh còn lạnh hơn tay em. Không, tại anh dùng hết sự dũng cảm anh qua đây. Em biết vậy mà em còn thương anh nữa. Nắm tay cổ thấy như thế nào, nói với cổ đi. Chưa nắm tay. Ủa chứ nãy mới nắm rồi. Mới bắt tay à? Thì đó chuyện của em, 30 giây nhanh. Sao em? Tay của em rất ấm. Có luồng điện chảy qua không em? Dạ. Bình thường. Bình thường. Có thấy đập không em? Không đập thì. Không đập, không đập là anh chết rồi đó em. Thôi được rồi, cổ xỉu bây giờ đó. Về chỗ. Cảm nhận của em như thế nào? À, thấy bàn tay của em ấm rồi chị. Em tên gì? Nói như em chưa nghe tên. Sao không hỏi nãy giờ, sao không hỏi? Bối rối quá. Em tên gì? Em tên Hường. Tên Hường. Thu Hường đúng không? Dạ đúng rồi. Xin lỗi. Dạ. Em nhớ tên ảnh không? Em chỉ nhớ họ. Họ đố thôi đúng không? Dạ. Em hỏi là anh đi. Anh tên gì? Anh tên Vinh. Đố bằng Vinh. Đỗ. 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 Hoàng Vinh. Chờ Vinh. Vinh. V. Vinh độc lập. Hy vọng lần này các bạn sẽ nhớ tên nhau nha. Dạ. Nãy giờ chị Tường cũng tạo nhiều cơ hội cho các bạn rồi. Thật sự đây là một bạn gái rất là dễ thương nhưng mà hơi rụt rè và nhút nhát. Chính vì vậy cô mới cần nhờ đến với chương trình. Chị cũng hy vọng là cái sự chân thành của em, rồi cái sự quan tâm của em làm sao đó để có thể cổ mở lòng của cô ra. Thật sự chị cũng muốn nghe em gái nói vài câu. Trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì thật sự đến giờ phút này trong lòng em đang cảm thấy như thế nào? Em nghĩ là khi bước ra kia thì em sẽ có một người bạn trai. Khi bước ra ngoài kia em sẽ có một người bạn trai.
Đó là một cái dấu hiệu rất là mừng. Cái điều mà chị thấy may mắn mà chương trình đã chọn cho hai bạn đó là hai bạn cùng đạo nữa. Dạ. Đó, và đây là cô gái chưa có một mối tình nào và mong muốn em phải nghiêm túc và phải quan tâm chăm sóc đến cổ nhiều hơn. Trước khi quyết định bấm nút, em có muốn nói gì với cô nữa không? Tới đây mình cũng đã là cái duyên. Nãy giờ anh dùng hết cái tình cảm, dùng anh nói chung là anh dũng cảm lắm anh mới qua anh làm vậy. Chứ thực ra em biết tay anh lạnh lắm mà. Anh cũng gôn dữ lắm. Mình gặp nhau thì cũng chắc được có một thời gian một ít thôi, chứ không được nhiều. Vì vậy em cứ đặt cái niềm tin đó vào anh. Em đặt cái niềm tin này, sau này em sẽ không có hối hận. Anh sẽ không có làm cho em phải hối hận vì cái niềm tin này đối với anh. Làm em khóc không? Khóc thì trong gia đình hay trong cái này ai cũng có phải có một cái chuyện gì đó. Bây giờ anh nói là anh không làm em khóc thì cái đó không đúng đâu. Em khóc anh có thể anh dỗ hay là anh làm một cách nào đó cho em vui. Cảm ơn em. Chị rất là xúc động với những lời nói của em. Và chị nghĩ là bạn gái bên kia cũng hiểu được những cái gì mà em đang chia sẻ. Em cũng rất là xúc động. Cô gái này rung là bởi vì cổ nhút nhát, cổ rụt rè. Nhưng mà cái rung của em đó là xuất phát từ một cái sự chân thành. Với kinh nghiệm của chị thì cái cảm nhận của chị luôn đúng. Dạ. Có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Thật sự mình cảm thấy đối phương là một cái người mà mình cảm thấy tin tưởng được thì mình mới bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Ổng hơi chậm á, tôi hơi ép tim đó. Qua đi cưng. Bây giờ là cái nắm tay nhau thật sự. Khi chúng ta là bắt đầu hôm nay là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Cha cũng xứng nha, cổ cao mà em cũng cao chứ bộ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Hôn cổ một cái đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh chắc không nghe. Dễ thương quá. Có tin vui thì báo cho chị nha. Dạ. Rồi, chúc mừng hai em. Không được ăn hiếp người ta, không làm người ta khóc hoài nghe không? Dạ. Tường gửi tặng hai bạn, đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây coi phim tìm hiểu nhau ha. Tặng cho bạn gái một món quà của nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Giúp cho em xinh xắn hơn, tự tin hơn khi hẹn hò với bạn trai nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một kết quả rất là vui đúng không quý vị? Và hy vọng rằng đôi bạn trẻ này sẽ sớm báo tin vui cho chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube NCV Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.